sắt nó đã mục ra đến cái mức độ như thế này, oxy hóa hết. Ừ, đấy. Công trình khá là kiên cố. Không biết là bao nhiêu chục năm nữa thì nó mới hỏng. Các bạn thân mến, hiện tại thì Đức Dưỡng đang có mặt tại một khu vực nhà bỏ hoang. Và ở cái khu vực nhà bỏ hoang này thì có một cái hố này. Thì cách đây gần chục năm có một gia đình đi ra ngoài đây để làm cái nhà, như là ra ngoài đây để chăn nuôi ở ngoài đây, nhưng mà gia đình này thì cũng không biết là đã xảy ra cái vấn đề gì, nhưng mà sau khi nghe Đức Dưỡng được biết cái thông tin là người ta xây một cái gian lên một cái nô cốt này để chăn nuôi, nhưng mà sau khi mà người ta xây dựng lên ấy, thì chăn nuôi thì tất cả những con vật chăn nuôi ở cái khu vực này đều bị chết một cách bí ẩn. Cứ nuôi con gì là chết con đấy. Đây này, như mọi người thấy này, xây dựng lên đây có cái nô cốt này thì nó riêng biệt, còn cái này là do thời sau này là xây dựng, xây bám vào để gọi là làm chăn nuôi, thì cứ chăn nuôi con gì là chết con đấy. Đây có những cây củi mục. Ở trong cái khu vực này thì vào đến nơi mình cảm giác nó có một cái luồng khí rất là mát. Em cảm nhận được, có cái luồng khí khá là mát này. Ừ. Đây là tất cả cái đồ của chủ nhà đã làm ở đây, nhưng mà sau khi chuyển đi thì không dám chuyển về nữa. Người đấy này, thời Pháp ngày xưa là người ta làm rất là kiên cố, nhưng mà đến năm nay thì cũng khá là lâu ấy nhỉ, nên là những cái này nó cũng đã mục nát hết rồi, nó đã rỉ sét hết ra. Sát bên trong là rồi, nhưng mà thời ngày xưa nó đã có những sắt thép như thế này rồi, khá là ác ấy nhỉ. Cái cánh cửa nhôm kính này còn rất là cứng cáp, nằm mới. Người chủ đã bỏ đi, vất lại toàn bộ những cái đồ vật này ở đây. Thì chúng ta xuống dưới cái khu vực nhà dưới kia để mình cảm giác vào trong đây thì mình cảm thấy nó có một cái luồng khí rất là mát, hay là cho cơ thể mình nó đang nóng thì mình cảm giác này nó mát thôi. Nhưng mà theo Thái thì Thái này bảo là thấy nó lạnh. Lạnh thật thôi. Tất cả những cái đồ đạc ở đây người ta đều vứt bỏ ở đây khá là lâu. Bạt đũa hầu như là đã những cái lớp bụi nó bắt vào. Đây là một nhà vệ sinh, xây nhà vệ sinh còn chưa hoàn thiện nữa đúng không? Hả? Chưa hoàn thiện, xây nhà vệ sinh còn chưa kịp hoàn thiện nhà vệ sinh thì đã phải chuyển đi. Đang làm cái công trình nhà vệ sinh này còn đang làm giả này thì đã phải chuyển đi rồi, không ở được ở cái chỗ này. Đây là có những cái gì này, anh nhìn nó có là lạ. Cái khay này để làm cái gì đây đúng không? Ui nặng lắm. Cái này là cái khay để người ta làm cái gì đây nhưng mà rất là nặng luôn. Nó cũng nim này. Nim không? Đấy. Bấm bấm. Thế là cái này để người ta đúc một cái gì đấy đúng không? Và đang để đúc một cái gì đấy. Toàn nguồn gỗ lim. Đây là một cái, nhìn theo tầm mắt của người đây là một cái lô cốt. Lô cốt khá là rộng. Lô cốt này thì tính ra phải hàng trăm mét vuông ấy nhỉ. Tính ra phải hàng trăm mét vuông nhà. Rộng. Đây là nhà của người ta đây. Đặt nó bỏ. Ô, đây là người ta chỉ kê thôi này. Người ta kê thôi này. Đồ đạc đều vứt ở đây hết đấy. Wow. Đồ còn nguyên này, bỏ đi mà vẫn còn vứt đồ. Còn vứt nguyên đồ đây mọi người ạ. Không dám cầm được cái gì đi. Đóng ngoài này ta. Bây giờ thì anh em mình có khả năng là cũng phải rời khỏi cái khu vực nhà hoang, khu vực lô cốt này thôi.